Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân vô cùng hứng khởi khi giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm điện thoại iPhone đúc bằng vàng và đính kim cương. Đây là chiếc điện thoại iPhone đúc vàng hồng Rougon. Đặc biệt là quả táo này, quả táo vàng. Quả táo vàng đã bị lẫm một miếng, đã bị cắn một cái nhẹ. Đây chính là thương hiệu. Toàn bộ tất cả những chi tiết màu vàng này, đó chính là vàng y, đúc ra AU750, chuẩn châu Âu, công nghệ nén vàng chuẩn không bị bọt và cực kỳ nặng về chất lượng của vàng. Và tổng thể cái máy cầm rất đầm tay. Và những chỗ trắng lấp lánh chiếu này, đó chính là kim cương thiên nhiên. Nguyên khối, nguyên cụm camera gồm có 3 con mắt camera bên trong. Tất cả những chi tiết này đều là vàng nguyên khối đúc ra AU750. Và trên từng con mắt camera là cái vòng tròn này cũng đến full kim cương. Full kim cương và full kim cương. Và trên đây là những cái nút. Đầu tiên là nút chuyển chế độ chuông rung, gạt đến kim cương trên vàng. Và nút âm lượng giảm lớn cũng đến kim cương. Và khai sim cũng đến kim cương. Và toàn bộ tất cả mọi chi tiết đều là vàng. Và ở chỗ này có đóng mộc ký hiệu AU750, vàng 750. Thực sự luôn, nó đẹp đến mức mà Kỳ Lân bây giờ rất là không biết phải nói dùng từ gì để diễn tả được hết độ đẹp của chiếc điện thoại này. Không quá nặng, vừa phải, rất đầm tay. Vàng rất đẹp, công nghệ vàng chuẩn châu Âu rất đẹp. Và phần lưng rất đẹp. Đây, bây giờ dơ xa như thế này thì chúng ta thấy nó ngả màu xám xanh. Lúc mình thấy màu xám, lúc mình thấy xám xanh xanh. Lúc mình thấy nó là nó kết hợp với độ chiếu, phản chiếu của màu gold này, vàng hồng này, nó tạo chúng ta một cái màu nó ngà ngà đầm. Rất đẹp, điểm đặc biệt. Kỳ Lân xin phép là Kỳ Lân sử dụng tay của mình, không đeo bao tay. Bạn này hỗ trợ đeo bao tay được rồi, bởi vì khi cầm lên bao tay á, thì chúng ta sẽ thấy được đẹp, rất giá trị, nhưng mà chưa thể hình dung được hết thực tế khi cầm lên da tay thật của chúng ta không có bao tay nó sẽ như thế nào. Chính vì vậy Kỳ Lân xin phép đích thân mình cầm, cũng như là khi quý khách xem qua video thì cảm nhận được giống như là mình đang cầm, để mình cảm nhận được khi nó kết hợp hài hòa vào cái mình cầm trực tiếp trên cái tay mình nó sẽ đẹp như thế nào. Thì đây là cái hình dung thực tế nhất để quý khách ngồi xem trên video vẫn hình dung được. Và một điểm đặc biệt nữa, nếu như mà chúng ta muốn thêm một điểm nữa thì Kỳ Lân sẽ tư vấn thêm là làm quả táo này đính kim cương luôn trên quả táo này cũng rất đẹp. Nhưng hiện tại là cái này sự kết hợp giữa vàng hồng nó kết hợp với cái phần lưng này, một phần lưng độc, một phần lưng quá đặc biệt này, tạo nên một cái sự khác biệt thì phải dùng cái logo quả táo này. Nếu như chúng ta dùng cái lưng da này thì quả táo này mà đính kim cương sẽ rất đẹp. Kỳ Lân sẽ bọc da vào, bọc da cá sấu thiên nhiên bọc vào đây. Và màu sắc da này, vân da to nhỏ, màu sắc da này quý khách sẽ được chọn tại showroom của Kỳ Lân Luxury, hoặc tư vấn qua Zalo, hoặc xem tư vấn trên tại website kỳlanluxury.com. Và da thì Kỳ Lân luôn có sẵn những cái mẫu như vậy. Đây là những con da cá sấu được nhập từ các công ty chuyên thuộc da và cung cấp da cho các hãng thời trang lớn trên thế giới như là Dior, LV, Hermès, vân vân. Thì da thì nguyên con cá sấu như vậy và được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da đó khai thác. Và mỗi con, mỗi chuồng đúng tiêu chuẩn và khai thác định kỳ bao nhiêu thời gian mới được, chứ không phải là khai thác vô thực vả đâu, mà phải có theo chỉ tiêu định kỳ và cách phương thức riêng của họ, và họ thuộc da cũng riêng đặc biệt lắm, nên da rất đẹp. Và bên họ thường lấy phần da bụng, và vì mỗi con mỗi chuồng nên tránh trường hợp cắn xé lẫn nhau, và lấy da bụng nên là không có thuộc những cái bị
những cái chi rồi gai góc nó quấn vào nhau, nó ma sát vào nhau, nó tạo mà rách da, xấu da. Vì vậy da của các hãng luôn luôn có giá trị cao là vậy. Thì chúng ta chọn da xong, chọn màu xong thì chị Lan sẽ bọc vào đây theo yêu cầu, bất cứ màu nào, phong thủy màu nào mình sẽ bọc da màu đó, muốn da băng nào mình sẽ bọc da đó, da cá sấu hoặc là da đà điểu hoặc là da Epsom hoặc là da B, da Togo, da thằng lằn, vân vân. Thì hiện tại ở đây có hai phiên bản. Phiên bản là phần lưng màu đặc biệt, bản đặc biệt này, và phần da đặc biệt này. Nói chung là hai bản đều đặc biệt hết, mỗi đặc biệt theo mỗi cái phong cách. Đây là bản đặc biệt theo kiểu là màu sắc nó hài hòa kết hợp giữa gold, rose gold với phần lấp lưng hơi bị độc này, hơi bị đẳng cấp này. Và đây là kết hợp giữa da đặc biệt, da của các hãng chuyên làm da thuộc da lớn ở trên thế giới, kết hợp với màu vàng, vàng khối logo này tạo thành một điểm combo đặc biệt. Nói chung là hai bản này là hai bản đặc biệt và tùy vào sở thích của mỗi người khác nhau. Khi chúng ta rờ vào cái lưng da này, cầm vào cái lưng da này sẽ tạo chúng ta cảm giác mềm mại, rất dễ chịu. Và các hãng thời trang lớn, các hãng lớn như là điện thoại Vertu, họ cũng dùng phần da. Như đây, chiếc điện thoại Vertu Atterby full vàng khối, vàng logo hồng và kết hợp với da cá sấu. Và đây là chiếc điện thoại Gold. Thì khi mình dùng bản da cá sấu màu đen thì nó sẽ ra màu đen như thế này. Còn nếu chúng ta dùng bản da cá sấu màu trắng, nó sẽ ra kiểu màu trắng đẹp lắm. Chung là da này màu gì thì cái điện thoại vô thành chung người ta sẽ gọi cái điện thoại là da điện thoại màu đó luôn, cho nó dễ phân biệt, nên nhìn nó sẽ khác liền. Ví dụ như đang nhìn màu đen như vậy mà thay màu trắng vô thì nó nổi liền. Mỗi cái có mỗi cái sự đẹp khác nhau. Màu trắng thì rất nổi, màu đen thì nó kiểu cứng cáp và quyền bí, sang trọng nữa. Đây, nhìn rất đẹp. Khi kết hợp có sự chiếu sáng của ánh đèn hoặc là môi trường, ánh sáng của môi trường thì kết hợp giữa vàng hồng với lại cái nắp phần lưng này, cái màu này nó tự tạo ra màu rất đẹp. Đó là điểm đặc biệt. Và màu hồng, màu gold hồng này, màu gold rose, màu hiện tại là màu hot. Hiện tại màu này đang xu hướng và đang hot hiện nay. Đó, nó giống y chang như cái Vertu S 1.6 full vàng đính kim cương. Mình dùng một cặp như thế này là đúng bài rồi ha. Một cái để chuyên check mail, chuyên làm việc bằng vàng và đính kim cương, một cái điện thoại công nghệ và một chiếc điện thoại chuyên để phục vụ nghe gọi, xứng tầm đẳng cấp. Chuyên để phục vụ nghe gọi xứng tầm đẳng cấp là chiếc điện thoại này, và một chiếc để chuyên phục vụ công việc là chiếc điện thoại này, một chiếc điện thoại smartphone. Và bây giờ Kỳ Lăng thử cân trọng lượng của chiếc iPhone này là bao nhiêu ha. 268.5 gram. Chiếc điện thoại iPhone bằng vàng này và kim cương này chỉ nặng hơn chiếc iPhone gốc vỏn vẹn 64.5 gram. Tại vì Kỳ Lăng bỏ hết tất cả những phần kim loại kia, Kỳ Lăng thay bằng vàng rồi, cho nên là cái điện thoại gốc là 204 gram. Thì mình trừ cái phần kim loại kia nữa thì mình lấy cái số hiện tại là 268.5 á, mình trừ cho cái số còn lại sau khi bỏ phần kim loại kia đi thì sẽ ra số vàng. Nhưng mà hiện tại Kỳ Lăng chỉ lấy phần chênh lệch thôi. Nếu như mình tính phần chênh lệch thì nó sẽ tương đương với một cây bảy vàng, mình trừ với phần kia nữa thì cái cách đoán xem sẽ là bao nhiêu lượng vàng ở chiếc điện thoại iPhone bằng vàng và đính kim cương này nha. Đẹp quá, Kỳ Lăng rất ấn tượng. Vàng đã đẹp là auto đẹp, là đương nhiên đẹp rồi. Kim cương sáng chiếu lấp lánh đẹp tuyệt vời thì auto đẹp tuyệt vời rồi. Nhưng cái điều đặc biệt nhất mà Kỳ Lăng thích nhất nãy giờ nữa đó chính là phần lưng này, rất đẹp, bóng sáng, rờ cảm giác rất sướng. Và đặc biệt là màu sắc nó tạo cho chúng ta cảm giác rất là phê khi được kết hợp, nói chung là nó tương phản với màu của màu logo vàng hồng này nên rất đẹp. Cầm chiếc điện thoại này mà nhờ một người quen của chúng ta chụp một tấm hình thử giùm mình, hoặc là hay là đưa để xem một cái gì đó, xem tấm ảnh này, xem một cái gì đó, người mà cầm được điện thoại này lên sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay và rất thích thú ngay luôn, rất là thích thú ngay luôn. Và đặc biệt là cái phần kim cương nó chiếu nữa nè, và cầm lên cái màu vàng hồng logo nó chiếu lấp lánh, cái màu vàng rất bóng nha. Màu vàng logo này rất bóng bởi vì ra công nghệ châu Âu, nén vàng chuẩn, đặc biệt không bị bọt,
vằn rất bóng và vằn y đúc ra hội chuẩn nữa. Về 750 tuyệt vời, rất đẹp. Thường thì nếu như khách hàng đặt thì Kỳ Lăng sẽ làm, đa số thì đã đặt được dòng sản phẩm này thì người ta sẽ chọn bản 1T hoặc 512 hoặc 1T. Thì thật ra 512, 1T là hai cái bản mà được nhiều khách hàng đặt chọn nhiều hơn những bản khác. Đeo với chiếc lắc tay này vẫn hợp nữa. Đây cũng là vàng hồng Rogol 750, ao 750 nè. Và một mắt là full vàng hồng, một mắt là full vàng hồng đính kim cương. Thì y chang trên cái phần cụm camera này. Một phần là vàng hồng full và đính kim cương trên những con mắt thì mình nhìn thấy giống nhau. Đó là sự kết hợp. Hoặc là đeo với chiếc đồng hồ Patek Philippe. Vàng hồng ao 750 và kim cương baguette. Cọc số kim cương cũng rất hợp. Tặng người yêu, tặng bạn gái, tặng bà xã, tặng người thương yêu của mình, tặng sếp. Nói chung là tặng cho người mình trân trọng, thương yêu. Thì đây là một điều tuyệt vời, một sản phẩm tuyệt vời. Sẽ là một điều vô cùng bất ngờ và sẽ rất thích thú cho người nhận được. Phần da cá sấu hoặc các loại da khác, da nhập khác của các công ty chuyên thuộc da lớn trên thế giới cho các công ty thời trang lớn như là Dior, LV, Hermès. Và một phần là màu này, màu đặc biệt, bản này bản đặc biệt. Phần lưng này tuyệt vời, lưng này lưng gần như là rất độc luôn, rất đặc biệt. Và nhờ kết hợp với màu Rogol vàng hồng này lấp lánh, tạo điểm nhấn vô cùng khác lạ và sang trọng, trở nên đặc biệt hơn. Cái này có những chấm kiểu như là kim tuyến, nhìn nó đẹp, nó chiếu nữa. Khi ánh đèn chiếu vô thì tự động sẽ nổi lên. Nó không bóng lửa và nó cũng không quá nhám. Nó vừa tay cầm, nó chống được trơn trượt. Chống được trơn trượt mà đặc biệt là nhìn nó vẫn sáng. Và li ti rất đẹp. Cộng với kết hợp với màu phản quang, phản chiếu từ vàng hồng Rogol tạo nên vô cùng đặc biệt. Nãy giờ thích nhất chỗ này review hoài luôn. Vâng. Và như vậy video clip giới thiệu về chiếc iPhone bằng vàng khối đến kim cương đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Để ủng hộ Kỳ Lăng thì xin mời tất cả quý khách hãy subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng, cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng, cũng như là follow kênh TikTok của Kỳ Lăng để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury, hoặc gọi trực tiếp vào số hotline cũng như là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Một lần nữa, Kỳ Lăng vô cùng cảm ơn, vô cùng biết ơn và kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.